nay là thứ mấy á, Tệ An? Đội công thơ ngày thứ ba đúng không? Hai thanh niên này đã xin nghỉ học để được đi chơi với cả gia đình. Hôm nay thì gia đình sẽ đến một nơi nổi tiếng ở Việt Nam về du lịch, về những buổi chiều hoàng hôn và bãi biển rất là đẹp. Nhưng mà con đừng có tiết lộ bí mật của mẹ. Nhưng mà là nơi nào thì chắc chắn là mình sẽ bí mật nha. Đến... Quay lại đi, con ho nhiều quá. Quay lại. Con ho à? Đây là một thanh niên hậu Covid cho nên ho hơi nhiều. Muốn đến bây giờ nó kiểu hồ biển là mình tới luôn á. Cái xong rồi hồ biển tới nè, đây cái tay đây này. Lâm Bạch Tí, mình đang ở đâu đi nè? Mình đang ở phía trước. Hôm nay mình sẽ đến một địa điểm mà nghỉ ngơi, đó là khách sạn Resort Mountain Peak nha. Welcome to Phuoc. Yes, very nice. Hello. Hello. How are you? Hello. Dạ, mình đi bên này nè chị. Hello, để đến một phim pic rồi nha mọi người. Ôi, để thấy lạnh ngắt rồi. Xin chào cả nhà. Bây giờ là nhà mình đã tới Mobenpick Phú Quốc với cái sự đón tiếp rất là nồng hậu tại đây. Bây giờ ba mẹ con sẽ vô xem là cái villa của mình hôm nay ở sẽ như thế nào nhé. Đây là villa 3 phòng ngủ hướng biển của Mobenpick. Giờ các con mình đi thăm host Tuệ Lâm. Con giới thiệu cho mọi người đây là phòng ăn của khách, của phòng. Đây là bàn ăn, đây là khu vực bếp. Khu vực bếp thì cũng có sẵn rất là chu đáo. Thật ra Quỳnh thấy là đây là một điểm khác biệt của các resort mà Quỳnh từng đi. Mobenpick bước vô đã thấy rằng là rất là đầy đủ những cái dụng cụ cần thiết cho căn bếp. Thật ra bên kia chỉ là một cái đảo bếp thôi mọi người, để có thể phục vụ gọn nhẹ, nhưng mà đây sẽ là một cái bàn ăn rất là bự, có thể phục vụ được cho cả 10 người, 12 người. Đây là khu vực phòng khách của villa. Rất là rộng rãi và phù hợp cho cả gia đình có thể buổi tối ngồi đây quây quần xem phim, xem tivi. Đây là hồ bơi view biển. Ở đây luôn cũng sao được. Lần nào ra Phú Quốc mà được ở một cái villa hướng biển thì cũng cảm thấy rất là thích thú, bởi vì là chắc chắn là sẽ được đón buổi chiều hoàng hôn, là một cái nét đặc trưng tại Phú Quốc với hoàng hôn rất là đẹp. Và ở đây hồ bơi rất là rộng, không giống như những căn villa biển khác là cái hồ bơi nó hơi nhỏ xinh một tí xíu, thì ở đây hồ bơi rất là lớn như mọi người. Và đặc biệt là ở bên đây có một cái ghế để buổi chiều mọi người làm thư giãn. Hướng dẫn viên chu đáo lắm. Ở đây xuống biển thì chỉ có vài bước chân thôi, tắm hồ bơi xong rồi xuống biển rất là gần, cách khoảng chừng 5-6-7 bước chân gì đấy thôi. Bây giờ theo chân của anh lên xem các căn phòng ngủ tại đây nhá. Đây là phòng ngủ master của villa. Đây là phòng ngủ ngay thế không con? Trời ơi, wow. Trẻ lên như ghế luôn. Tự dưng lại có một cái phòng ngủ mà vừa trước biển vừa trước hồ bơi luôn đúng không? Đồ quần áo rất là bự luôn. Wow, nhà vệ sinh rất là rộng, mẹ ơi mẹ thích quá mẹ. Wow. Trời ơi, nhà vệ sinh siêu to. Siêu to khổng lồ luôn. Ồ, thật sự luôn. Vâng đây, có cả bồn tắm đây. Thậm chí có cả phòng tắm đứng ở đây luôn. Rất nhiều sự lựa chọn, đây là phòng nét. Mình tiếp tục tham quan xem là còn những gì nữa nha. Tất cả phòng ngủ ở đây đều ở tầng trệt hết, chúng ta sẽ không phải đi lên lầu. Đây là phòng ngủ thứ hai, rất là bự. Quý nghĩ cái này phải là giường king size đó, 1m8, 2m. Ra mình cho những ai cần phải làm việc nè. TV. Trong đây cái phòng tắm cũng có cả bồn tắm luôn. Bồn tắm, phòng tắm đứng, toilet. Yeah. Căn villa này mà dành cho gia đình ở thì vô cùng lý tưởng luôn. Thử khám xá xem bên phòng gì. Ồ, đây là một
phòng về tủ điện thôi. Mọi người theo đây nha. Bên đây sẽ là một cái phòng ngủ có hai giường đơn. Đó. Vậy là toilet nào cũng đều có cả bồn tắm và phòng tắm đứng hết. Quanh cảm thấy đây là một cái căn villa 3 phòng ngủ rất là rộng cho 3 gia đình có thể cùng đi. Bởi vì cái phòng ngủ nào cũng rộng này. Phòng khách thì siêu rộng luôn. Bếp thì siêu đầy đủ tất cả mọi thứ phụ kiện dành cho các chị phụ nữ để nấu ăn. Và chiếc villa nào view biển thẳng ra biển, rất là gần với biển và hồ bơi thì rất là bự, rất là hợp cho các gia đình có thể cùng nhau rủ nhau đi chơi ngày cuối tuần cả năm. Đi về hả? Mới tối mà đã về rồi hả? Đã có, con đi dẫn đồ sang bên kia. Sang đâu? Sang bên kia. À, vậy ở hả? Kính gửi chị Quỳnh Anh và gia đình, chào mừng chị đã đến với khu nghỉ dưỡng Movenpick Resort Waverly Phú Quốc. Chúc chị và gia đình sẽ có một kỳ nghỉ thoải mái cùng những trải nghiệm đáng nhớ. Là một lá thư nè, một tấm thiệp, một chiếc bánh kem hình micro rất là cầu kỳ. Và tiếp theo có cả hình ba mẹ con nữa nè. Wow, đẹp quá mọi người ơi, trời ơi thật sự. Xin cảm ơn Movenpick nha. Cả nhà vừa có một buổi chiều tắm biển rất là đã đời và đón hoàng hôn Phú Quốc. Và bây giờ Quỳnh trở về phòng thì Quỳnh rất là bất ngờ khi mà được Movenpick đã chiêu đãi cả nhà một cái bữa tiệc rất là hoành tráng luôn. Không biết là mọi người set up bất ngờ từ lúc nào mà mình đi tắm biển về đã thấy có một cái mâm tiệc rất là đầy đủ như là một lễ sinh nhật hay là một cái bữa tiệc hoành tráng luôn đó. Dạ, cảm ơn Movenpick rất là nhiều đã chăm sóc rất là chu đáo cho gia đình Quỳnh Anh. Một cái chuyến đi mà được nhận từ cái sự chu đáo từ ngoài cổng vô đến đây rồi. Bây giờ sẽ cùng với cả nhà trong bữa tối nha. Hôm nay là một cái bữa tối rất là đặc biệt bởi vì là trước biển, view hồ và không khí thời tiết bây giờ thì rất là mát mẻ. Xin mời mọi người cùng chiến sĩ đã gục ngã rồi. Trưa là không chịu ngủ nè, chơi xuyên trưa nè, cái răng bắt đầu buổi chiều ra biển bơi nè, bơi hồ bơi nè, xong ăn rất nhanh và ngủ gật. Đấy, quá buồn ngủ rồi. Rồi bây giờ cả nhà đã ăn tối xong nè. Bây giờ đến chương trình mình sẽ đi tham quan Phú Quốc về đêm. Hello mọi người. Đoạn này thì đang rất là hào hứng với tất cả những cái hoạt động tại ở đây gọi là Grand World. Đến đây là khai trương được một năm rồi. Thiệt ra năm ngoái là Quỳnh cũng tính là ghé vô đây để xem khai trương nhưng mà
Bởi thực sự là đợt đó là cũng ở đây đúng ngày khai trương của Grand World luôn. Nhưng mà không biết sao, đợt đấy cái dịch kinh khủng quá và nghe tin là bắt đầu bùng dịch ở đây nên là chạy trốn về Sài Gòn. Năm nay quay lại vẫn còn dịch, nhưng mà cũng đã nhiễm Covid rồi và tình hình bây giờ thì với nhiễm chủng Omicron thì thật sự là nó cũng không nặng nề như năm ngoái. Cho nên là cả nhà quyết tâm là chuyến này đến Phú Quốc là phải đi tham quan một vòng xem sao. Yeah. Bây giờ mà mọi người đi vô đây cùng với cả nhà Quỳnh Anh xem là trong đây có cái gì nhá. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Chuyện đi show nhạc nước này mọi người. Những cái chút lãng mạn. Ở phần nhà. Mọi người, hôm nay thức dậy rất là sớm, từ 5:30 sáng. Khi đấy vẫn chưa thấy ông trời lên, chưa thấy mặt trời mọc, chưa thấy ông trời thức dậy. Quỳnh Anh cùng với bố mẹ của mình, hai người bạn lớn của Quỳnh Anh từ Hà Nội vào, đã dậy sớm để ngồi thiền, tập thiền buổi sáng trước biển. Rất là sảng khoái, rất là thoải mái, rất là nhẹ nhõm luôn. Sáng sớm như là một mặt hồ thế này, thích quá đi. Trời ơi, cái nón này của tôi. Chị Tuệ Lâm cho xuống nước bây giờ hư hết cái nón của tôi rồi. Quên bơi trên chống nắng rồi. Lỡ rồi, không sao hết. Lạnh. Dạ vâng. Dạ. Thật sự bây giờ cái thời tiết ở Phú Quốc mùa này rất là đẹp luôn mọi người ơi. Mọi người có thể thấy, em có thể zoom ra ngoài biển. Thấy là không hề có sóng. Nó chỉ lăn tăn như là mặt hồ vậy đó. Thế nên là buổi sáng thức dậy mà tập thể dục xong mà có thời gian mà xuống biển tắm một chút xíu. Thế xong rồi bắt đầu một ngày mới như thế. Rất là khỏe luôn. Chỉ cần có cảm giác là được ngồi hít thở trên biển thôi đã cảm thấy rất là khỏe rồi. Còn bây giờ thì đang make up dở nè, vẫn chưa đánh son nữa. Và Quỳnh Anh sẽ hôm nay sẽ làm một buổi chụp hình ngay tại biển đây. Và chụp hình tất cả những cái cảnh đẹp tại Movenpick. Xin chào các bạn, mình đang ở Kit Club. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái gì đây. Dạ. Xin mọi người nè. Chúc chúc. Thì là có tổ chức làm chân cá. Răng nữa 5 phút. Xong rồi 5 phút sau vậy quay xay khay á, bán xay lại. Những 5 phút nữa con chắc chắn sẽ giòn ngon. À, yeah. Phải 2 lần, 3 lần nướng. Thì đúng rồi. 3 lần nướng, nướng đế, rồi sau đó bỏ đồ vô, nướng một lần bỏ. Xay khay nướng là nữa. Vì lò nướng của mình là lò nướng gia đình đó, nó không có thể đẹp. Cái lò này, cái lò họ chuyên dụng cho dành để làm pizza. Thì nó mình chỉ cần làm một lần thôi. Dạ, cũng như hai bà cháu của Tuệ An hôm nay được trải nghiệm một là ở Movenpick các chú đã hướng dẫn làm bánh pizza đó, mà cũng đơn giản thôi nhưng mà cũng nhiều nguyên liệu phải chuẩn bị. Thế nhưng mà
thấy rằng là khi làm được cái bánh xong thì rất là thú vị. Bởi vì là cái này có thể làm tại nhà được đấy các bạn ạ. Thế Tuệ An đây làm đi bà, biết không? Hả? Đó ạ. Con thấy nó dễ nhưng mà nó cũng khó. Đúng rồi đó, đẹp á, đẹp á, gió mình mạnh xíu đưa gió ơi. Không, cho nó kiểu hơi vui mặt xíu. Con có bằng cút xuống. Em ơi. Đủ chút xíu rồi mà. Hôm nay gia đình sẽ có một chuyến đi ra giữa lòng đại dương với chiếc du thuyền Sarita rất nổi tiếng tại Phú Quốc, và chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái khung hình đẹp thực hiện trên du thuyền, cũng như là mọi người sẽ có những cái hoạt động câu cá này, bơi trên biển tại Hòn Thơm, cũng như là sẽ được ngắm san hô. Quỳnh rất là háo hức cho những hoạt động này, và cùng với Quỳnh Anh và gia đình của Quỳnh Anh ra giữa biển xem là cảnh đẹp Phú Quốc ngày hôm nay như thế nào nhá. Làm tặng cho Quỳnh Anh một cái bánh pizza ăn phải nói thực sự là rất là ngon nha, chứng tỏ là các chú chef ở tại Movenpick đã hướng dẫn cho các con rất là giỏi, mặc dù chỉ là lần đầu tiên thôi. Và bây giờ là bữa tối thứ hai của cả nhà, buổi chiều hôm nay thì cả nhà đã lên du thuyền Sarita chơi, có rất nhiều hoạt động thú vị, chụp hình quá trời luôn.
tất cả những ai mà thích chụp hình trước biển, chụp hình trước hoàng hôn, rồi chụp hình gia đình, chụp hình couple, hình cho các bé, rồi hóng mát, hóng gió biển, được đi thuyền ra giữa đại dương, được lặn san hô, được tắm biển, mọi thứ rất an toàn, nhưng thực sự là đã có một cái trải nghiệm khó quên dành cho gia đình của mình. Và bây giờ bữa tối thứ hai của cả nhà ngày hôm nay, Movenpick lại một lần nữa rất là chu đáo với gia đình Quỳnh Anh, đã đãi nhà Quỳnh Anh một cái bàn tiệc to bự như thế này, thiệt sự rất là to luôn, với các món Âu và món Á. Có một điểm cộng dành cho Movenpick mà Quỳnh Anh thấy đó là các món ăn tại đây phải nói là chế biến rất là vừa miệng với thực khách, bởi vì Quỳnh Anh nghĩ rằng là đầu bếp phải rất là tâm lý, thấu hiểu được cái khẩu vị. Có người thì có thể ăn mặn và có người có thể ăn nhạt, nhưng mà cái khẩu vị mà đầu bếp tại đây phục vụ cho gia đình thì Quỳnh Anh thấy rằng là cả nhà Quỳnh Anh không ai chê món nào cả. Còn bây giờ thì đến bữa tối nhá, Quỳnh Anh sẽ giới thiệu các món cho mọi người cùng xem là buổi tối hôm nay nhà Quỳnh Anh sẽ thưởng thức món gì nhá. Món gà phải không ta? Ôi, đang đói bụng mà nhìn vô thấy ngon quá. Một phần cá. Đây là món gà gì vậy? Gà chiên muối xả. Gà chiên muối xả. Cá hấp Hồng Kông. Cá hấp Hồng Kông này. Rau cải thìa xào, yeah. Tỏi với cả có một tí xíu đậu phộng. Đậu phộng với tôm, yeah. Nếp vào nhỏ đúng không? Yeah. À, cái nghêu thì là cũng rất là dễ ăn nha mọi người. Cái nghêu thì là đây. Ở đây là món gỏi phải không ta? Gỏi cá chích đặc sản của Phú Quốc. À, gỏi cá chích là đặc sản của Phú Quốc. Cơm chiên gì vậy? À, cơm chiên ghẹ và đây là chả giò. Rất là ngon, nhìn thấy đói bụng rồi. Mời mọi người ăn tối nha. Mọi người ơi, 3 ngày trôi qua một cái veo. Đúng là bởi vì đi chơi nên là cảm thấy tinh thần rất là thoải mái, nên là mọi người cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất là nhanh. Và gia đình cũng đã có những cái ngày mà những thời tiết thật là đẹp, mát mẻ tại Phú Quốc. Và với rất nhiều những hoạt động tắm biển nè, rồi đi du thuyền rất là vui. Hôm nay các bé lưu luyến mãi mà không muốn về, bởi cảm thấy rằng là muốn ở lại chơi thêm quá. Chắc chắn gia đình Quỳnh Anh sẽ quay trở lại Phú Quốc một ngày không xa, vì thực sự là cái máu du lịch là cái máu mà trong nhà ai cũng có, nên thích đi chơi lắm. Hy vọng là mọi người sẽ có được những thông tin bổ ích từ chuyến đi này của gia đình Quỳnh Anh, và sẽ mong được chia sẻ thật nhiều những cái thước phim trong những lần đi tới cho mọi người nha. Thank you.